Hello. Hello. How do you feel about today? How do you feel about today? Hôm nay con thấy thế nào? Happy. Ngày nào thầy cũng thấy happy. Ok. Rồi, bữa hôm trước nghỉ đi đâu nào? Bữa hôm thứ ba nghỉ làm gì? Hôm thứ ba con nghỉ làm gì nhỉ? Không biết. Ok rồi, bây giờ vào học luôn được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ có một phần take note được chưa, để mình biết cách phát âm nhá. Nào, nhìn nhá thầy. Cái chữ này, ice này, juice này, được chưa? Đều có chứa chữ gì được gạch chân đấy? Đều có chứa Sơ chữ gì? cờ Tiếng Anh nào? chữ Tiếng cờ Anh, tiếng Anh. xì Ok, được chưa? Nhìn thấy chữ ice và chữ juice đều có chứa chữ c chưa? Nhìn thấy chưa? Và những chữ này và cái rồi. chữ và những từ này thì chữ c sẽ được đọc là âm đúng chưa? Âm. Ok. Ice. Juice. Rồi. Juice. Juice. Zurich. Zurich. Ok, tiếp này. Thế còn những từ carrot, cake hay là coconut, đúng chưa? Cũng đều chứa chữ gì đấy? Đều chứa chữ gì đây nhỉ? S. Chữ gì, chữ gì? Được gạch chân. C. Ok. Nhưng mà C. nó được đọc thành chữ gì? Lại được đọc thành chữ gì nhỉ? À, được đọc thành âm gì nhỉ? Sorry, đọc thành âm gì? C. Nào, chữ C trong những từ này được đọc thành âm gì đấy? Nào, chữ C trong những từ này được đọc thành âm gì đây nhỉ? Âm đúng chưa? Chúng ta có từ carrot đúng chưa? Hay là từ cake? Hay là coconut đúng chưa? Đều được đọc thành âm đúng chưa? Ghi vào vở nào.
Ghi xong chưa nào? Okay, now let's dance funny dinner. Let's look at the letter and write the words. Bây giờ nha, hãy nhìn vào bữa ăn thật là vui vẻ của bạn dance, được chưa? Bữa tối vui vẻ của bạn dance, được chưa? Có nhìn thấy chữ cái trên các cái rổ này không? Có. Rồi. Và nhìn xem là những chữ cái này nó nối được với cái gì, được nối với là cái đồ ăn gì, được chưa? Ví dụ này, ví dụ đầu tiên. Cái dụ đầu tiên nó được nối với lại chữ nối với lại đồ ăn gì đấy? Nào. Cái dụ đầu tiên nó được nối với lại quả gì đấy? Ish. Quả gì nhỉ? Thầy đang hỏi nó được nối với quả gì? Quả trứng á. Rồi. Trứng. Và ở đây người ta cho con các cái từ, cái chữ cái rồi đúng chưa? Bây giờ mình sắp xếp lại để nói về đúng cái quả. Quả trứng này là phát âm là gì nhỉ? À, đánh vần là gì nào? Đánh vần lên nào? E G S. Okay, S. Được chưa? Bây giờ nào. Bây giờ hãy làm cho thầy các cái từ, các cái giỏ còn lại này, được chưa? Xem nó nối với cái gì này và sắp xếp những cái từ trong đấy thành tên gọi của những cái đồ ăn ở trên này, trên bàn này, được chưa? Nhớ chưa? Biết cách làm chưa nào? Rõ cách làm chưa? Rõ chưa? Rồi, làm nhanh nào. Xem là cái giỏ thứ hai này nó nối với cái gì này và nó là từ gì này. Nào, nhanh nào, 5 từ này rất là đơn giản thôi.
Xong chưa nào? Ừ. Xong chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chắn xong cái năm từ này chưa? Nào, từ đầu tiên nào. Rồi. Number one. What is this? Bear. Cái gì đấy? Number one, what is this? No, what is this? Từ số 1 là cái gì đấy? Từ gì đấy nhỉ? Bà. Nào, có thể biết cái đấy là cái gì nào? Hả? Cái đấy là cái gì? Cái từ này cho thầy biết xem nào. Cái này nối với cái này là cái gì đây? Bánh mì. Bánh mì tiếng Anh là gì? Thầy dạy bao nhiêu lần rồi? Bánh mì đã ghi ra vở bao nhiêu lần rồi? Nào, bánh mì là gì đấy? Tiếng Anh là gì? Là gì nhỉ? Là gì? Là gì nhỉ? Thầy bảo con ghi vào vở bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng quên là sao? Hả? À, sao lần nào cũng quên là sao? Bánh mì là gì? Tiếng Anh là gì nhỉ? Bánh mì. Bread. 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 Tiếp đến nào, cái gì nữa nào? Number two. Number two, what is this? Từ số 2 là cái gì đấy? Nào, từ số 2 được nối với cái gì đấy? Nối rồi. Hả? Có làm chưa hay là chưa làm? Làm bài này chưa? Hay là từ nãy giờ chưa làm, chỉ ngồi không? Chưa làm đúng không? Đúng không? Thầy đang hỏi, từ nãy giờ chưa làm đúng không? Đúng không? Thầy hỏi một lượt nữa, đã làm bài này chưa? Thầy cho thời gian từ nãy giờ làm chưa? Nào, thầy cho con thời gian từ nãy giờ con làm chưa? Quả này là quả gì đây? Apple. Rồi, apples.
Tiếp. Tiếp nào. Cái gì đấy? Bánh gì đây nhở? Nó nối vào sẵn đấy rồi. Nào, bánh gì đấy? Có phải là burger không? Ờ. Tiếp tục nào. Củ gì kia? Tomato. Củ gì đấy? Củ gì? Củ đấy là củ gì? Có phải củ khoai tây không? Có. Rồi, cái củ khoai tây là gì? Tomato. Đọc lại. Củ khoai tây là gì? Củ khoai tây tên tiếng Anh là gì nào? Học rất nhiều lần rồi. Nào, củ khoai tây tên tiếng Anh là gì? Tên tiếng Anh củ khoai tây là gì nhỉ? Nào trả lời thầy nhanh nào. Củ khoai tây tên tiếng Anh là gì? Củ khoai tây tên tiếng Anh là gì nhỉ? Là gì đấy? Đọc lên cho thầy nghe xem nào. Tomato. Thật không? Củ khoai tây là gì? Potatoes. 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 Potato. Potato là củ khoai tây, nhớ chưa? Ừ. Còn tomato là cà chua, đừng có nhầm hai cái đấy nhá. Nhớ chưa? Một cái là potatoes, một cái là tomatoes. Còn cái cuối cùng là quả gì đấy? Quả gì đấy? Quả gì nhỉ? Quả. Quả gì? Quả dứa. Rồi, quả dứa là pineapple. Ghi lại hết tất cả những từ này và bỏ thầy nhanh. Lần sau thầy hỏi bánh mì là cái gì với lại bánh mì kẹp thịt hay là khoai tây là cái gì mà không biết ấy thì nghỉ luôn nhá.
Con đi xong rồi ạ. Tiếp nào. Ở đây chúng ta có câu dance having cái gì đó for dinner. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ là dance having ash, bread, apples, a burger, potatoes and pineapple for dinner. Được chưa? Now, write and say on three sentences about Bill's breakfast, Lucy lunch and Dan's dinner. Bây giờ hãy sử dụng cái cấu trúc này, viết cho thầy ba câu mà nói về bữa sáng của Bill, bữa trưa của Lucy và bữa tối của Dan. Ví dụ ở đây, Dan's having ash for dinner. Vậy thì bây giờ đến lượt Lucy nào. Ở đây Bill, chúng ta có Bill eats Swiss peas, bean, fruit, juice, bread and an egg for breakfast. Bill ăn gì nhỉ? Swiss. Swiss là cái gì đấy? Swiss là cái gì nhỉ? Candy. Candy. Là cái gì? Sweet và candy là gì nhỉ? Nào, sweet và candy là cái gì nhỉ? Sweet và candy là gì đấy? Nào, Swiss và candy là cái gì nhỉ? Là cái gì mà ăn nhiều sẽ bị sâu răng? Kẹo. Rồi, peas, đậu gì đây? Peas. Đậu Hà Lan. Rồi, beans, đậu gì? Beans là đậu gì nhỉ? Beans là đậu gì? Đậu tương. Fruit juice là cái gì nhỉ? Fruit juice. Fruit juice là đậu cơm mè. Juice là cái gì đấy? Không phải là đậu. Juice là cái gì nhỉ? Fruit là gì đấy? Fruit là cái gì nhỉ? Nào, juice là cái gì nhỉ? Nhìn lên đây nào. Juice là cái gì đấy? Juice là cái gì nhỉ? Là cái gì? Có phải nước ép hoa quả không? Có. Bread là cái gì? Bread là cái gì đấy? Vừa ghi vào vở xong. Bread là cái gì? Là bánh mì ạ. Rồi. An ash. Ash là cái gì nhỉ? Ash là cái gì đấy? Quả gì? Ash quả gì đây nhỉ?
Quả gì nhỉ? Ash. Quả gì đây? Quả dứa. Ash cơ mà. À, quả trứng đó. Rồi. Lucy like cakes là cái gì nhỉ? Cakes. Cakes là bánh gì? Bánh mì ạ. Bánh ngọt. Bánh mì đâu ra? Nhiều. Candies. Candies là cái gì nhỉ? Vừa nói rồi. Candy và Swiss giống nhau. Candy Squid là kẹo. Rồi. Carrots là cái gì nhỉ? Carrot là cà rốt ạ. Rồi. Chicken. Con gà. Chicken, thịt gà. Chips là cái gì nhỉ? Chips. Chips là gì đấy? Nhìn lên đây nào, con nhìn đi đâu? Chips là cái gì đấy? Nào, chips là cái gì đây? Chips là cái gì nhỉ? Có phải khoai tây chiên không? Có. Chocolate. 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 Cái gì đấy? Chocolate. 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 Sô-cô-la đúng chưa? Ừ. Nào, ash. Dance having ash là cái gì? Ash. Có nhìn lên màn hình được không? Hay là thích cứ cúi xuống như thế mãi? Ash là cái gì nhỉ? Ấy, có quả trứng ạ. Rồi, bread. Bread là gì? Bread. Bread là cái gì nhỉ? Vừa nói ở trên này xong. Bread là cái gì? Vừa ghi vào vở xong lại quên được. Là bánh mì ạ. Rồi. Bánh mì. Apples. Quả táo ạ. A burger. Bánh A mì. Burger. Bánh mì. Bánh mì. Kẹp. Bánh mì. Kẹp thịt đúng chưa? Kẹp thịt. Đúng rồi. Potatoes. 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 Củ gì? Khoai tây ạ. Rồi, khoai tây. Pineapple. Pineapple quả gì? Quả gì nhỉ? Pineapple. Quả gì đấy? Quả gì? Có phải quả dứa không? Có. Now, listen and tick the box. Rồi, bây giờ đọc có thấy các cái câu từ số 1 đến số 5 được chưa? Để lát nữa mình xem mình biết chọn đáp án nào nhá.
Nhìn lên màn hình nào. Để cái gì ở bên dưới đấy hả? Nghe điện thoại à? Một điện thoại rồi. Thế nó cúi gằm mặt xuống làm gì? Đọc nhanh nào. Sau đó mình sẽ nghe. Xong chưa? Đọc xong chưa? Bắt đầu nghe nào. 27D. Food I really like. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. What can Kim have for lunch? What can we have for lunch, Mum? Have we got potatoes? No, we've got chicken and rice. Great! Can I have some orange juice too? Yes, Kim. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. Bắt đầu nghe nào. One. What is May's favorite meat? What's your favorite meat, May? Is it sausages? No, I don't like them. Do you like eating chicken? No, I don't. But I really love burgers. Those are my favorite. Two. What does Alex want for breakfast today? Do you want some bread for breakfast, Alex? Not today. I'd like an egg, please. Okay. And do you want some milk, too? No, thank you, Mum. Three. What can Tony have for supper? Can I have fish for supper, Dad? Yes, Tony. You can have some peas, too. Great. And can I have some fries? Sorry, not today. Four. Which drink does Anne like? Which drink do you like, Anne? Do you like pineapple juice? Yes, but I don't like lemonade. Oh. Do you like tomato juice too? No, but my dad likes that. Five. Which is Sue's favorite ice cream? What's that, Sue? Is that a mango ice cream? No, it's coconut ice cream. It's for my lunch. Is that your favorite ice cream? No. Chocolate ice cream is my favorite. Nào, thế làm bài không nhìn lên trên màn hình, nhìn đi đâu thì chọn kiểu gì? Hả? Được mấy câu rồi? Nghe được mấy câu rồi? Con thích có mỗi câu cuối cho nghe rõ. Nghe lại từ đầu đến cuối. 27D. Food I really like. Look at the pictures. Listen and look.
There is one example. What can Kim have for lunch? What can we have for lunch, Mum? Have we got potatoes? No, we've got chicken and rice. Great! Can I have some orange juice too? Yes, Kim. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What is May's favorite meat? What's your favorite meat, May? Is it sausages? No, I don't like them. Do you like eating chicken? No, I don't. But I really love burgers. Those are my favorite. 2. What does Alex want for breakfast today? Do you want some bread for breakfast, Alex? Not today. I'd like an egg, please. Okay. And do you want some milk, too? No, thank you, Mum. 3. What can Tony have for supper? Can I have fish for supper, Dad? Yes, Tony. You can have some peas, too. Great. And can I have some fries? Sorry, not today. 4. Which drink does Anne like? Which drink do you like, Anne? Do you like pineapple juice? Yes, but I don't like lemonade. Oh. Do you like tomato juice too? No, but my dad likes that. 5. Which is Sue's favourite ice cream? What's that, Sue? Is that a mango ice cream? No, it's coconut ice cream. It's for my lunch. Is that your favourite ice cream? No, chocolate ice cream is my favourite. Okay, nghe được hết chưa? Now, what is May's favorite meat? A, B, or C? I. A, what is this? Chicken. Chắc chắn chưa? This B, burger, not chicken. Là cái gì đây? Hamburger là cái bánh mì kẹp thịt. Okay, hamburger được chưa? Now, what does Alex want for breakfast today? What does Alex want for breakfast today? Number 2. Now, number 2. A, B, or C? Now? Number 2. I. Chắc chưa? C. Chắc chưa? Rồi. This A, not C. Number 3, what can Tony have for supper? What can Tony have for supper? A, B, or C? C.
chi. Đắc chưa? This is B. Potatoes and peas. Four. Which drink does Anne like? A, B, or C? A, B, or C? A. A, what is this? No. This is C. C, what is this? C. What is this? C. C là cái gì đây? Dơ quả. Hả? Dứa. Cái gì dứa? Nước dứa, nước ép dứa. Rồi, pineapple juice. Cuối cùng cũng đúng được một câu. Hai câu mà thử. Làm gì đúng hai câu? Câu số 2 có đúng không? Câu số 2 bảo chọn C cơ mà, có chọn A đâu. Đúng chưa? Number 5, which is Shu's favorite ice cream? Which is Shu's favorite? Nào, tiếng Anh có C à? A. Lại một lượt cuối. A. A. Chắc chưa? Yeah. Ok, A. Very good. Đúng hai câu, được chưa? Ba câu mà thầy. Một câu là câu số 3, một câu là câu số 4, một câu là câu số 5. Câu số 3 con chọn C có đúng đâu? Câu số 3 con chọn B mà. Điều. Đấy thầy là câu... nhầm. Đấy là câu thứ 2. Câu thứ 2 con chọn... con chọn... C. Từ từ con chọn A rồi con chọn C. Đây là câu chữ ba con chọn luôn là câu B mà. Ừ rồi. Cãi mệt người lắm. Ok, có từ mới nào ở đây không? Không. Ok rồi. Thế thì mình sẽ nghỉ được chưa? Sáng tháng 12 thì thầy sẽ có công việc nên là thầy sẽ không dạy được nữa. Thì thầy sẽ bàn giao cho một cô khác nhá. Thì thầy sẽ báo lại sau nhá. Còn khi nào bàn giao thì thầy sẽ bảo sau được chưa? Vâng. Mẹ đâu rồi? Mẹ ở ngoài. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ơi em à? Vâng chị Hằng ạ. À. Chị ơi em đang muốn trao đổi với chị một chút như này ấy. Thì tại vì là đến tầm gần cuối tháng 12 ấy, thì là bọn em có lịch đi quân sự ấy. Tức là lịch đi học một bộ môn, chắc là chị cũng biết cái bộ môn đấy đúng không? Vâng quân đấy thì rồi, okay. Đấy thì em không thể dạy được con trong vòng một tháng ấy, thì với lại cái trong cái khoảng thời gian đấy, trong cái khoảng thời gian em nghỉ ấy, thì nó lại vào cái gần cái lúc mà con thi học kỳ ấy. Thì em nghĩ là nếu như mà để dừng cho con ấy thì kiểu đến lúc đấy con lại không có ai cho ôn tập ấy, mà nếu để chờ em về thì lúc em về rồi thì chắc là các con cũng thi xong rồi, như thế thì nó không hiệu quả cho con ấy. Thì em cũng đang bảo với chị là em sẽ tìm giáo viên và em sẽ nhờ cô ấy là sẽ dạy cho em từ sau khi em bắt đầu đi quân sự ấy. Đấy thì đến khi nào mà em tìm được giáo viên phù hợp thì em sẽ báo với chị và mình sẽ thay đổi giáo viên chị nhé. Đấy thì em cứ báo trước với mình như vậy, bởi vì là
em cũng còn phải viết đơn các kiểu nữa thì mới mới được nhượng ấy, mới được nhượng lớp với lại mới được xin nghỉ ấy. Đấy thì em cứ báo tinh thần trước với mình. Thế thì là cái của em là bắt đầu từ bao giờ em? Từ cuối tháng 12 chị ạ. Thì trong 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 cái yêu cái gì nhỉ, cái xin nghỉ nghỉ của công ty ấy, thì của trung tâm ấy, thì là phải báo trước nửa tháng, ít nhất là nửa tháng ấy. Thì em cứ bây giờ là cũng là gần cuối hết tháng 11 rồi ấy, thì đến cuối tháng 12 là em đi rồi. Thôi em cứ báo với mình trước như vậy, xong là em cũng tìm luôn các cô sớm ấy để cho nó dễ. Đến lúc nó lại gấp quá. Rồi ok em, thế thì em giúp chị cái việc tìm cô giáo tương thích với lại con nhé. Vâng vâng, đấy thì em cũng báo với chị như vậy thì chị thông cảm với em nhé. Rồi ok, cái đấy là bất khả kháng rồi. Vâng, em cũng rất là ngại tại vì là đến tháng 12 thì em cũng mới tròn 1 năm làm việc tại trung tâm ấy, thì cũng rất là tiếc tại vì vừa mới tròn 1 năm xong lại phải xin tạm nghỉ ấy. Rồi ok, thế nhưng mà vẫn phải ưu tiên việc học trước thôi. Vâng, tại vì là cái việc này thì bọn em kiểu trước sau thì vẫn phải đi ý, thì nếu như mình đi cùng với lại khóa của mình ý, thì đi cùng với các bạn của mình thì nó sẽ kiểu nó sẽ tốt hơn là đi với lại các khóa sau ấy. Thì đấy, với lại kiểu cũng phải bắt buộc phải có mới được ra trường ý. Rồi rồi, chị hiểu, cái đấy chị hiểu mà. Vâng vâng, đấy thì chị cũng thông cảm với em nhé. Thì khi nào mà em rồi, tìm okay, được giáo viên phù hợp thì em cũng sẽ báo lại với chị nhé. Ừ rồi ok em. Vâng vâng, vậy em cảm ơn chị ạ. Không có vấn đề gì em ạ. Dạ vâng vâng, em cũng rất là ngại tại vì là lúc vào dạy con thì cũng chưa dạy được nhiều, xong rồi là cứ bận việc không người trong nghỉ suốt ấy. Thôi không, những cái lúc nghỉ đấy là cả cũng là em có những việc bận, mà cũng có lúc là gia đình chị cũng có việc bận, thì cái vấn đề đấy không sao cả. Còn lại là bây giờ là em cứ dạy con đến lúc mà em bận, tức là cuối tháng 12 ấy. Vâng. Mình nghĩ cũng quân sự thì lúc đấy thì em tìm cô giáo khác để con học, không sao vấn đề gì đâu. Vâng, vâng, cái này thì em cũng báo với lại chị Việt Hoàng rồi ý, thì để chị cũng sắp xếp ý. Tại vì là em cứ báo như mọi người thì cứ bảo là cứ tầm khoảng tầm còn nửa tháng em báo, nhưng mà thôi em cứ khoảng khoảng gần một tháng như này thì em báo cho nó dư giả thời gian cho các chị cũng kiểu làm việc cho nó dễ, mới tìm giáo viên nó phù hợp ý. Đấy không đến lúc đấy rồi lại cập dập quá thì nó kiểu nó cũng không được tốt ý. Ok. Vâng, vâng. Vậy thì em rất cảm ơn chị nhé. Thế thì khi nào mà có được giáo viên, tức là em thấy cảm thấy ok thì em sẽ báo với chị nhé. Rồi ok em. Vâng, em cảm ơn chị, em chào chị ạ. Chị chào em.